Hôm nay mình sẽ giới thiệu một cái mẫu thùng lo nhãn xích bóng tốc đôi ca reverb có lập tiếng âm thanh chỉnh như văn cơ. Đây là khối trung tâm bát đôi bốn tấc. Ngày hôm nay hồn nhìn bên nhau bước chung con đường dài, giờ đã đơn lắm khi lại cần một phê bữa đi để cho anh lo lắng em mỗi ngày. Sau thời gian đây đã không lần vô thì đã làm anh mất em rồi, còn đâu như xưa anh đưa nắm em mỗi chiều. Không một câu chào anh, em đã vào nhà nhưng đã sáng rào. Nhanh một thời ta đi thiếu đầu còn. Ông nhớ người anh yêu anh chúc em vui mẹ lời vàng mà cao sáng hơn người mang nụ cười. Đi người đi ngân hàng em theo anh mình đã lớn hàng. Cần em nhìn ban đầu tôi yêu thương xưa này cũng quên. Cần bỏ lần như đang ngủ tới, anh vẫn khoét bộ đồ mới. Quên quên anh trong thật hạnh phúc nhìn lại ánh sao rực tầm hơi. Đêm tình cỏ và hàng hoa xưa đứng nhìn người già lấy trong tay. Cứ cả lòng nhưng chẳng thể nó cố gắng không để em nhìn thấy. Dù đứng mắt đi vào bên trong, hỏi nhiều lần lượt có nên không. Đứng thật gần nhìn em tình trở về phút đầu tiên lời nghĩ bên sông. Anh nào đâu dám chắc, vì nó đâu có phải là các ngày nào chung lắm. Những giờ nhìn em ngày cuối cùng anh thì chỉ là khách là vì còn vương. Trên đôi bờ mi khách là vì còn vương. Nên đâu định buông tay, ngày cũng khuyên em tôi tình đi. Vẫn được cười anh mắt và môi, nhưng bây giờ không phải người khác còn anh chỉ đứng mắt lại mà thôi. Rồi đã quên đi rồi, ngồi đưa lắm nhiều lần chỉ đâu.
cái mẫu thùng lo dạng sub 2.1 có revert, có airway chỉnh như wanker. Đây, đây mặt nó đây. Đây là cái phần airway. Hai cần chỉnh phần bass ha. Phát ra âm sub. Ok chưa? Phần này là chỉnh tiếng mic. Hai cần chỉnh âm chép. À, chỉnh như wanker luôn cho âm thanh rõ ràng. Sub, bass, kép, mic, kép giải tầng rõ ràng. Rồi tiếp tục mình sẽ giới thiệu qua phần chỉnh. Hai phần chỉnh hai. Đây là ba bên chỉnh nhạc. Tiếp tục đây là một cái hàng chỉnh phần tiếng micro. Đây là dạng reverb echo, reverb delay echo. À, chỉnh như vang số luôn, chỉnh như vang số luôn, reverb phối với echo, phối với delay. Rồi, có một điều đặc biệt trong bản mạch này là có chống hú ha, đứng ca sát lo luôn, đứng ca sát lo không sở hú luôn ha. Nhấn vào chống hú, nhẽ ra không chống hú. Mình đứng sau thùng lo, mình nhẽ ra, mình đứng trước thùng lo, nhấn vào, đứng ca sát lo luôn ha. Rồi, tiếp tục, cái mẫu thùng lo này nó có hai can tan, cho phép mình đi ra xa từ 50m đến 100m luôn ha. Đây, kéo xe ra,